Leslie, mình có mừng xung đôi course. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa tiếng Đức online của Trung tâm Ngoại ngữ Amanda Hải Phòng. Trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu đến các bạn bài tiếp theo của giáo trình tiếng Đức Studio 21A1, đó chính là bài Termine. Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học ngay nhé. Mở đầu bài học ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu đến các bạn những từ vựng liên quan đến chủ đề thời gian. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi lên bảng cũng như ghi chép nhé. Từ vựng về thời gian đầu tiên cô sẽ ghi đó là giây. Chúng ta có từ đi seconde. Số nhiều là đi seconden. Từ vựng tiếp theo đó là phút đi minuten. Đi minute, số nhiều là đi minuten. Phút. Tiếp theo là giờ, chúng ta có từ die Stunde. Số nhiều là die Stunden. Tiếp theo là ngày, chúng ta có từ der Tag. Số nhiều là die Tage. Tiếp theo là tuần, chúng ta có từ die Woche. Số nhiều là die Wochen. Tiếp theo là cuối tuần, chúng ta có từ das Wochenende. Số nhiều là die Wochen. Enden, là cuối tuần. Xong tuần thì chúng ta sẽ có từ tháng, chúng ta có từ der Monat. Số nhiều là die Monate. Cuối cùng là das Jahr, là năm. Số nhiều là đi Java. Rồi chúng ta hãy cùng đọc lại những từ vựng liên quan đến chủ đề thời gian nhé. Đi Sekunde, đi Sekunden. Đi Minute, đi Minuten. Đi Stunde, đi Stunden. Der Tag, die Tage. Die Woche, die Wochen. Das Wochenende, die Wochenenden. Der Monat, die Monate. Das Jahr, die Jahre. Tiếp theo chúng ta sẽ học từ vựng liên quan đến ngày. Trong tuần thì sẽ có 7 ngày trong tuần. Chúng ta sẽ có từ vựng về 7 ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật như sau. Và đặc biệt là những ngày trong tuần này thì đều sẽ là giống đực. Chúng ta sẽ có thứ hai sẽ là der Montag, là thứ hai. Thứ ba là der Dienstag, là thứ ba. Thứ tư là der Mittwoch, là thứ tư. Thứ năm là der Donnerstag. Thứ sáu chúng ta có der Freitag. Thứ bảy chúng ta có der Samstag. Và chủ nhật là der Sonntag. Các bạn chú ý vào những ngày 3, 5, 7 thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện chữ S trước chữ Tag. Còn những ngày còn lại thì sẽ không có chữ S. Bây giờ cô sẽ đọc lại các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag,
der Samstag, der Sonntag. Các ngày trong tuần. Xong thì chúng ta sẽ đến 12 tháng trong một năm. Chúng ta sẽ có 12 tháng trong một năm và 12 tháng này thì cũng là đúng đực. Chúng ta sẽ có tháng 1 là der Januar, tháng 1. Tháng 2 là der Februar, tháng 2. Tháng 3 là der März, tháng 3. Tháng 4 là der April, tháng 5 là der Mai, tháng 6 là der Juni, tháng 7 là der Juli, tháng 8 là der August, tháng 9 là der September, tháng 10 der Oktober, tháng 11 là November, và cuối cùng là tháng 12 der December. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đọc lại 12 tháng trong một năm. Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember. Ngoài ra thì cô sẽ gửi đến các bạn những buổi trong một ngày. Chúng ta sẽ có buổi sáng, buổi trưa, chiều, tối, đêm thì chúng ta sẽ viết như nào? Các buổi trong một ngày. Đầu tiên là từ 6 giờ đến 10 giờ sáng, chúng ta sẽ có buổi sáng der Morgen. Là từ 6 đến 10 giờ sáng. Tiếp theo chúng ta có từ 10 giờ sáng đến 12 giờ, chúng ta sẽ có từ der Vormittag. Từ 10 đến 12 giờ là der Vormittag, chúng ta có thể dịch là trước buổi trưa. Buổi trưa chúng ta sẽ có từ der Mittag. Nó sẽ là từ 12 giờ đến 14 giờ. Sau buổi trưa sẽ là buổi chiều, chúng ta có từ der Nachmittag. Là từ 14 giờ đến 18 giờ. Sau buổi chiều sẽ là buổi tối, chúng ta có từ der Abend. Là từ 18 giờ đến 22 giờ. Và cuối cùng chúng ta có buổi đêm sẽ là die Nacht, kéo dài từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại tất cả những từ vựng liên quan đến chủ đề thời gian của ngày hôm nay nhé. Die Sekunde, die Sekunden, die Minute, die Minuten, die Stunde, die Stunden, der Tag, die Tage, die Woche, die Wochen, das Wochenende, die Wochenenden, der Monat, die Monate, das Jahr, die Jahre, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag, der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember, der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend, die Nacht.
Cũng liên quan đến chủ đề thời gian thì hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi cũng như là đọc giờ trong tiếng Đức. Vậy trong tiếng Đức người ta sẽ hỏi giờ như thế nào? Chúng ta sẽ có hai câu hỏi như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ có câu hỏi giờ thứ nhất đó là Wie spät ist es? Wie spät ist es? Câu thứ hai sẽ là Wie viel Uhr ist es? Hai câu này đều có nghĩa là bây giờ là mấy giờ? Vậy thì khi chúng ta muốn trả lời bây giờ là ví dụ 8 giờ thì chúng ta sẽ trả lời như nào? Chúng ta sẽ có cách trả lời mở đầu bằng chữ es ist. Bây giờ là. Vậy trong dấu 3 chấm bây giờ chúng ta sẽ nói như thế nào? Trong tiếng Đức thì người ta sẽ có hai cách đọc giờ, đó là cách đọc giờ chính thức và cách đọc giờ không chính thức. Bây giờ thì cô sẽ giới thiệu đến các bạn cách đọc giờ chính thức trước nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cách đọc giờ chính thức. Cách đọc giờ chính thức thì rất đơn giản, chúng ta sẽ có một công thức duy nhất như sau. Giờ cộng Uhr cộng phút ví dụ chúng ta có 8:15 thì chúng ta sẽ đọc là 8:15 rồi 8:15 8 là giờ Uhr sau đó đến 15 là số phút. Giờ cộng Uhr cộng phút. Ví dụ tiếp, chúng ta có 9:30 thì chúng ta sẽ đọc là 9:30. Giờ là 9 cộng Uhr cộng 30, 30 là số phút. Tiếp theo thì cô sẽ gửi đến các bạn cách đọc giờ không chính thức trong tiếng Đức. Cách đọc giờ không chính thức trong tiếng Đức thì chúng ta sẽ không sử dụng đến từ Uhr này mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có công thức như sau. Đó là Foot cộng For hoặc Nach cộng với giờ. Rồi, For người ta sẽ sử dụng để nói về giờ kém. Và Nach dùng để nói về giờ hơn. Ví dụ như sau. Chúng ta có 9:05 thì chúng ta sẽ đọc số phút trước đó là 5. Rồi, đây là 9 giờ hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng đến từ nach. Và cuối cùng là số giờ là 9, 9. 9:05 chúng ta sẽ đọc theo cách đọc giờ không chính thức là 5:09. Rồi ví dụ tiếp theo là 7:50. 7:50 tức là 8 giờ kém 10. 8 giờ kém 10 phút. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng đến công thức của từ for tức là 10. Sen. Sau đó là từ for. Sen for act. 10 phút trước 8 giờ. Còn bên trên là 5 phút sau 9 giờ. Chúng ta nhớ nhá, chúng ta sẽ không sử dụng từ Uhr. Tiếp theo, chúng ta sẽ có ví dụ đó là 20:10. 20:10 thì trong cách đọc giờ không chính thức này chúng ta sẽ chỉ có thời gian 12 tiếng thôi. Thế nên là 20:10 chúng ta sẽ phải tự dịch thành 8:10. 8:10 và chúng ta sẽ đọc là sen. 10 là sen. 10 giờ sau 20 phút, 10 phút sau 20 giờ thì là sen nach. Thì là giờ hơn nên chúng ta dùng
từ not, và cuối cùng là giờ là 20 giờ, chúng ta chuyển thành 8 giờ. Say not out. Các bạn nhớ nha, trong cách đọc giờ không chính thức thì chúng ta sẽ sử dụng 12 tiếng thôi, chúng ta không có tiếng thứ 13. Nếu các bạn viết từ tiếng thứ 13, 14, 15 thì tức là các bạn đã viết sai. Và lúc này nếu mà các bạn muốn viết từ tiếng thứ 13 thì các bạn sẽ phải sử dụng cách đọc giờ chính thức. Ngoài ra, chúng ta có thêm hai công thức. Công thức đầu tiên sẽ là đối với số giờ là 15 phút, chúng ta sẽ có công thức như sau. 15 cộng với 4 hoặc là not cộng với giờ. 15 này là 1/4, và 1/4 giờ thì sẽ là 15 phút. Vậy thì khi mà số phút là 15 phút thì chúng ta sẽ sử dụng công thức 15 cộng 4 cộng not hoặc là not cộng với giờ. Ví dụ 3 giờ 15 phút thì chúng ta sẽ đọc là 15, vì là 15 phút này là hơn đúng không? Chúng ta dùng từ not. 15 not 2. Hoặc là 5 giờ 45 phút. 5 giờ 45 phút tức là 6 giờ kém 15 thì lúc này chúng ta cũng dùng từ 15. Lúc này là kém là chúng ta dùng từ 4. 15 4 6. 6 giờ kém 15. Công thức tiếp theo đó là dùng cho giờ hơn, chúng ta sẽ có từ half, half là một nửa, cộng với giờ kế tiếp. Half cộng giờ kế tiếp. Half là 1/2 ấy, 1/2 giờ là 30 phút, chúng ta sẽ sử dụng cho giờ rưỡi như sau. Ví dụ 8 giờ 30 phút, chúng ta sẽ dùng từ half cho số 30. Tiếp theo là giờ kế tiếp của 8 giờ là 9 giờ, chúng ta sẽ có half noi. Chứ các bạn không ghi là half up nha. Half up thì tức là 7 rưỡi chứ không phải 8 rưỡi đâu. Một ví dụ nữa, ví dụ như là 2 giờ 30 phút thì chúng ta sẽ là half, giờ kế tiếp của 2 là 3, half 2. Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ làm một số ví dụ liên quan đến phần giờ này nhé. Rồi, trên bảng cô đang có 4-5 ví dụ về giờ. Đầu tiên là 8 giờ 15, 9 giờ 10, 2 giờ 30, 5 giờ 50 và 6 giờ 5 phút. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cả hai cách đọc giờ chính thức và không chính thức để viết những cái giờ này ra nhé. Chúng ta sẽ viết như sau. Đầu tiên sẽ là cách đọc giờ chính thức của 8 giờ 15 sẽ là gì ạ? Công thức giờ cộng ua cộng phút. 8 giờ out ua phương sen. Ua phương sen 8 giờ 15 phút. Còn đối với cách đọc giờ không chính thức, vì ở đây là số phút là 15 nên chúng ta sẽ sử dụng công thức 15 cộng not hoặc là 4 cộng với giờ. Chúng ta sẽ có 15. Ở đây là 8 giờ hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng từ not. 15 phút sau 8 giờ, 15 not out. Thứ hai là 9 giờ 10 phút, công thức đọc giờ chính thức sẽ là giờ cộng ua cộng phút. 9 ua sen. 9 giờ 10. Còn cách đọc giờ không chính thức sẽ là 10 phút sau 9 giờ. Sen not 9. 10 phút sau 9 giờ. Tiếp theo, 2 giờ 30, cách đọc giờ chính thức sẽ là 2 ua 30. Cách đọc giờ không chính thức sẽ là half cộng giờ kế tiếp, half 2. Tiếp theo, 5 giờ 50, cách đọc giờ chính thức là 5 giờ 50 5 ua 50. Cách đọc giờ không chính thức là 6 giờ kém 5 giờ 50 là 6 giờ kém 10. 6 giờ kém 10 chúng ta sẽ ghi là 10 phút trước 6 giờ. Then 4 6 10 phút trước 6 giờ. Tiếp theo 6 giờ 5,
Cách đọc giờ chính thức là sechs Uhr fünf. Và cách đọc giờ không chính thức sẽ là 5 phút sau 6 giờ. Fünf nach sechs. Phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về một cấu trúc ngữ pháp mới liên quan đến động từ, đó là Trennbarverben, động từ tách. Vậy động từ tách là gì và cách sử dụng như thế nào thì mời các bạn hãy cùng theo dõi lên bảng. Cô có ví dụ như sau. Đầu tiên cô có ví dụ về động từ machen. Động từ machen có nghĩa là làm. Ví dụ tiếp theo cô có động từ sau. Auf machen. Aufmachen có nghĩa là mở. Ví dụ trong từ mở cửa. Rồi, machen là làm, aufmachen là mở. Lúc này các bạn thấy có sự khác biệt đúng không ạ? Đằng trước động từ machen đã xuất hiện một chữ đó là auf. Người ta trong tiếng Đức người ta gọi cái từ auf này là tiền tố. Và cái động từ này gọi là động từ gốc. Vậy thì động từ tách sẽ là động từ gồm có động từ tách là động từ gồm hai phần. Phần tiền tố và phần động từ gốc. Động từ tách là động từ gồm hai phần tiền tố và động từ gốc. Và như các bạn thấy, động từ machen có nghĩa là làm, mà động từ aufmachen có nghĩa là mở. Vậy thì khi cho một cái tiền tố xuất hiện trước động từ gốc thì sẽ làm thay đổi nghĩa của động từ gốc. Tiền tố làm thay đổi nghĩa của động từ gốc. Vậy thì cách sử dụng cái động từ tách này như thế nào? Chúng ta sẽ có ví dụ như sau. Tôi mở cái cửa này ra. Ich mache die Tür auf. Tôi mở cái cánh cửa này ra. Như các bạn thấy lúc này thì tiền tố của cô đã tách ra khỏi động từ gốc và để xuống cuối câu. Tiền tố đã được tách ra khỏi động từ gốc và để xuống cuối câu. Còn lúc này động từ gốc thì chia ở vị trí thứ hai. Động từ chia ở vị trí thứ hai theo ngôi như bình thường. Lúc này thì khi chia thì tiền tố tách ra và đứng cuối câu. Động từ gốc đứng thứ hai trong câu, chia theo ngôi. Trong tiếng Đức thì cái phần tiền tố ấy sẽ có những tiền tố tách được và những tiền tố không tách được. Tuy nhiên trong trình độ tiếng Đức A1 và đặc biệt là trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ học về những cái động từ chứa tiền tố tách được thôi. Và sau đây thì cô sẽ ghi cho mọi người một số tiền tố tách được mà khi chúng ta nhìn vào cái tiền tố này chúng ta sẽ biết là đây là một động từ tách. Những cái tiền tố mà chúng ta sẽ hay bắt gặp trong quá trình học tiếng Đức, cụ thể là tiếng Đức A1 thì chúng ta sẽ bắt gặp những tiền tố như sau. Tiền tố an, tiền tố af, tiền tố auf, tiền tố aus, tiền tố ai, tiền tố mit, tiền tố su, tiền tố for. Đây là những tiền tố mà trong quá trình học tiếng Đức A1 các bạn
có thể bắt gặp. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong phần động từ tách. Và bây giờ thì để củng cố cho cái phần động từ tách này thì chúng ta sẽ cùng làm bài tập áp dụng nhé. Trên bảng cô đang có một bài tập liên quan đến chủ đề diễn biến trong ngày, Tages Abläufe. Tương ứng là chúng ta bây giờ sẽ có 7 câu hỏi và nhiệm vụ của các bạn sẽ là trả lời 7 câu hỏi này. Đầu tiên sẽ là lần đầu như sau. Câu 1. Wann stehst du am Sonntag auf? Có nghĩa là khi nào thì bạn thức dậy? Ở đây chúng ta thấy xuất hiện từ để hỏi là wann, tức là khi nào. Tiếp theo là chúng ta thấy xuất hiện từ auf. Từ auf mà đứng ở cuối câu thì như cô vừa nói ở phần trước thì nó sẽ là gì ạ? Một cái tiền tố của động từ tách. Chúng ta có động từ aufstehen, tức là thức dậy. Am Sonntag có nghĩa là vào chủ nhật. Bạn thức dậy khi nào vào lúc mấy giờ ấy? Bạn thức dậy khi nào vào chủ nhật? Rồi tiếp theo chúng ta có từ wie viel Uhr, vào lúc mấy giờ? Frühstück là ăn sáng. Chúng ta có động từ Frühstücken là ăn sáng. Bạn ăn sáng vào lúc mấy giờ? Động từ aufstehen là động từ tách nên cô sẽ cho một cái gạch ở đây để thể hiện nó là động từ tách nha. Rồi tiếp theo. Wann machst du Mittagspause? Mittagspause có nghĩa là nghỉ trưa. Khi nào thì bạn làm cái sự nghỉ trưa? Von wann bis wann? Từ khi nào đến khi nào? Arbeitest du, tức là arbeiten, làm việc. Tiếp theo là wann gehst du am Freitag aus? Chúng ta lại thấy từ aus đứng ở cuối câu, nó cũng là một tiền tố tách. Chúng ta có động từ ausgehen, có nghĩa là đi ra ngoài. Và trong câu này người ta hiểu là đi chơi. Wann machst du Sport? Khi nào thì bạn chơi thể thao? Và cuối cùng, wann gehst du ins Bett? Tức là khi nào thì bạn đi ngủ. Bett là cái giường. Khi nào bạn đi đến giường, tức là khi nào bạn đi ngủ đấy ạ. Rồi, như các bạn quan sát thấy thì ở đây chúng ta thấy xuất hiện từ am, từ um. Ở đây cũng am Freitag. Vậy những cái từ này là gì ạ? Trong tiếng Đức đây là những cái giới từ. Vậy khi nào chúng ta sẽ sử dụng, cụ thể trong bài này khi nào chúng ta sử dụng giới từ ạ? Các bạn thấy làm sao? Nó đi với cái gì? Am Sonntag, am Freitag, vào chủ nhật, vào thứ sáu. Wie viel Uhr, vào lúc mấy giờ? Vậy thì lúc này chúng ta có thể hiểu những cái giới từ này, chúng ta có thể dịch sang tiếng Đức là lúc hoặc là vào lúc, vào thứ mấy, vào tháng mấy, vào lúc mấy giờ. Vậy thì khi nào dùng khi nào dùng am? Chúng ta sẽ có công thức như sau. Chúng ta sẽ dùng với giờ. Ví dụ, 8 Uhr, tức là vào lúc 8 giờ. Chúng ta sẽ dùng am với ngày hoặc là buổi trong ngày đấy ạ. Ví dụ am Sonntag, vào chủ nhật, hoặc là am Morgen, vào buổi sáng. Chúng ta sẽ dùng, ngoài ra chúng ta có từ im sẽ đi với tháng. Chúng ta sẽ dùng im với tháng, ví dụ in Juni, vào tháng 6. Ngoài ra chúng ta thấy tiện von bis, đây là một cặp giới từ. Von bis nghĩa là từ khi nào đến khi nào. Từ chúng ta ví dụ như là von Montag bis Freitag, từ thứ hai đến thứ sáu, thì chúng ta sẽ đọc là von Montag bis Freitag. Rồi, và các bạn có một chú ý nhỏ nhỏ đối với các bạn, đó là
Tại sao trong cái câu hỏi giờ bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ và chúng ta trả lời bây giờ là, ví dụ bây giờ là 8 giờ. Es ist Uhr. Các bạn chú ý nhá, đây cũng là nói về giờ nhưng mà cô không sử dụng giới từ ở đây. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng những cái giới từ am, in, von, bis này cho những cái mốc thời gian. Mốc thời gian có thể là trước thời điểm nói, sau thời điểm nói. Một cái mốc thời gian mà tại cái mốc đấy thì chúng ta làm cái hoạt động gì hoặc là sự việc gì đó xảy ra. Còn đối với câu hỏi bây giờ là mấy giờ thì chúng ta sẽ chỉ trả lời là es ist, sau đó đọc giờ ra luôn chứ chúng ta không sử dụng thêm một cái giới từ gì đứng trước cái giờ này nữa nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào trả lời 6-7 câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên, Wann stehst du am Sonntag auf? Bạn thức dậy vào lúc mấy giờ? Đây là một động từ tách, thế nên là chúng ta cũng sẽ viết từ auf ở cuối câu. Rồi, vào chủ nhật tôi thức dậy lúc 8 giờ. Chúng ta có thể viết cái am Sonntag này lên đằng trước. Am Sonntag, cả cái cụm am Sonntag vào chủ nhật này thì chúng ta sẽ coi nó là vị trí thứ nhất. Coi cả cái cụm này như một vị trí thứ nhất. Sau đó vị trí thứ hai sẽ là của động từ. Động từ aufstehen. Khi chỉ ở ngôi ich sẽ là stehe. Stehe ich. Nào, vào lúc 8 giờ 8 Uhr auf. Tôi thức dậy vào lúc 8 giờ. Mọi người nhớ giới từ nhá, am và um. Am Sonntag stehe ich 8 Uhr auf. Tiếp theo, wie viel Uhr? Vào lúc mấy giờ? Wie stehst du? Bạn ăn sáng vào lúc mấy giờ? Tôi ăn sáng vào lúc 9 giờ. Chúng ta có thể đặt cái cụm giờ lên đằng trước là 9 Uhr. Wie stehst ich? Tôi ăn sáng vào lúc 9 giờ, tức là cả cái cụm 9 Uhr này coi như là vị trí thứ nhất. Sau đó động từ đứng vị trí thứ hai. Và tiếp đến là chủ ngữ. Wann machst du Mittagspause? Khi nào thì bạn làm cái sự nghỉ trưa? Tôi làm cái sự nghỉ trưa vào lúc 12 giờ. 12 Uhr mache ich Mittagspause. Câu tiếp theo. Von wann bis wann arbeitest du? Bạn làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ? Tôi làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ. Ví dụ thế. Von 8 bis 12 Uhr. Von 8 bis 12 Uhr arbeite ich. Tôi làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ. Von 8 bis 12 Uhr arbeite ich. Wann stehst du am Freitag aus? Bạn đi chơi khi nào? Vào thứ 6. Vào thứ 6 thì tôi đi chơi vào lúc 20 giờ. Am Freitag. Chúng ta có thể viết liền thời gian luôn này. Am Freitag 20 Uhr. Chúng ta có thể tách cái 20 Uhr này giống như ở bên trên nó vất ra đằng sau, nhưng mà chúng ta cũng có thể viết liền thành một cụm. Am Freitag 20 Uhr gehe ich aus. Tôi đi chơi vào thứ 6 lúc 20 giờ. Tiếp theo, Wann machst du Sport? Bạn chơi thể thao khi nào? Tôi chơi thể thao vào lúc 17 giờ đấy. 17 Uhr mache ich Sport. Rồi, tiếp theo, Wann gehst du ins Bett? Khi nào thì bạn đi ngủ? Tôi đi ngủ vào lúc 22 giờ. Chúng ta sẽ trả lời là 22 Uhr gehe ich ins Bett. Tôi đi đến giường, tức là tôi đi ngủ.
vào lúc 22 giờ. Rồi chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Wann stehst du am Sonntag auf? Am Sonntag stehe ich 8 Uhr auf. Wie viel Uhr frühstückst du? 9 Uhr frühstücke ich. Wann machst du Mittagspause? 12 Uhr mache ich Mittagspause. Von wann bis wann arbeitest du? 8 bis 12 Uhr arbeite ich. Wann gehst du am Freitag aus? Am Freitag 20 Uhr gehe ich aus. Wann machst du Sport? 17 Uhr mache ich Sport. Wann gehst du ins Bett? 22 Uhr gehe ich ins Bett. Phần tiếp theo cũng là phần cuối cùng của phần lý thuyết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về haben im Präteritum, tức là động từ haben ở quá khứ đơn. Quá khứ đơn Präteritum là gì cũng như là cách sử dụng như thế nào thì trong video của bài 3 thì cô đã nhắc đến rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại một chút. Ở bài 3 chúng ta đã chia một động từ ở Präteritum, đó là động từ dài. Và bây giờ cô sẽ chia lại động từ dài nhé. Chúng ta có các ngôi ich, du, sie, es, wir, ihr, sie. Động từ sein ở Präteritum trong bài 3 chúng ta đã học chia như sau. Ich war, du warst, sie, es war, wir waren, ihr wart. Các bạn đã nhớ lại chưa ạ? Rồi, và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học một động từ nữa chia ở quá khứ đơn, đó là động từ haben. Động từ haben có nghĩa là có. Ở trong video của bài 4 thì cô đã giới thiệu đến các bạn động từ haben này cũng như là cách chia của động từ haben ở thì hiện tại. Hôm nay chúng ta sẽ chia tiếp động từ haben này ở thì quá khứ đơn như sau. Ich hatte, du hattest, sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Rồi chúng ta đọc lại một lần nữa hai động từ chia ở quá khứ đơn nhá. Ich war, du warst, sie war, wir waren, ihr wart, sie waren. Ich hatte, du hattest, sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Và để áp dụng cho cái phần động từ ở quá khứ đơn này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một bài tập. Trên bảng cô đang có một bài tập điền vào chỗ trống. Và bài tập này chúng ta sẽ sử dụng điền động từ haben ở quá khứ đơn. Chúng ta sẽ sử dụng động từ haben ở quá khứ đơn để điền vào cái chỗ trống ở đây. Động từ haben ở quá khứ đơn hoặc là động từ haben ở thì hiện tại. Present. Rồi, các bạn có nhớ chia động từ haben ở thì hiện tại như thế nào không? Bây giờ cô sẽ chia lại động từ haben ở hiện tại nhé. Ich habe, du hast, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Chúng ta có hai cái trạng từ thời gian để chúng ta có thể xác định được câu này dùng thì hiện tại hay thì quá khứ như sau. Chúng ta có từ gestern. Gestern có nghĩa là hôm qua. Gestern là hôm qua. Và chúng ta có từ heute là hôm nay. Rồi, sau khi cô đã cho hai cái từ quan trọng này thì chúng ta lúc này có thể biết được câu nào chia ở hiện tại, câu nào chia ở quá khứ rồi đúng không? Gestern hôm qua thì chúng ta sẽ phải chia ở quá khứ. Đây cái cột này. Còn heute là thì hiện tại chúng ta sẽ chia ở cái cột này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhé. Gestern ist keine Zeit. Zeit là thời gian. Hôm qua thì tôi không có thời gian thì lúc này chúng ta sẽ chia ở quá khứ.
Quá khứ động từ haben ở ngôi ich sẽ là ich hatte. Gestern hatte ich keine Zeit. Aber heute, nhưng mà hôm nay tôi lại có nhiều thời gian. Hôm nay thì chúng ta thì chỉ ở thì hiện tại. Habe ich. Aber heute habe ich viel Zeit. Câu tiếp theo lại gestern. Ở đây là ngôi wir chúng ta chia ở quá khứ là hatten. Gestern hatten wir eine Panne. Hôm qua thì chúng tôi có một cái sự cố. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi không có sự cố. Aber heute haben wir keine Panne. Câu thứ ba. Gestern du kein Glück. Hôm qua thì bạn đã không gặp may, bạn không có sự may mắn. Glück là may mắn. Ngôi du thì ở quá khứ là hattest. Hôm qua bạn đã không có sự may mắn. Gestern hattest du kein Glück. Aber heute du viel Glück. Nhưng mà hôm nay thì bạn lại gặp may, bạn lại có sự may mắn thì là hast. Aber heute hast du viel Glück. Tiếp theo, câu cuối cùng. Gestern er kein Geld. Hôm qua thì anh ấy không có tiền. Ngôi anh ấy er sie es. Quá khứ là hatte. Gestern hatte er kein Geld. Aber heute er viel Geld. Nhưng mà hôm nay thì anh ấy có hat. Ngôi er sie es ở thì hiện tại là hat. Aber heute hat er viel Geld. Nhưng mà hôm nay thì anh ấy lại có nhiều tiền. Rồi chúng ta đọc lại một lần nữa. Gestern hatte ich keine Zeit. Aber heute habe ich viel Zeit. Gestern hatten wir eine Panne. Aber heute haben wir keine Panne. Gestern hattest du kein Glück. Aber heute hast du viel Glück. Gestern hatte er kein Geld. Aber heute hat er viel Geld. Giờ trên bảng cô đang có một bài tập điền vào chỗ trống. Và trong những chỗ trống này thì chúng ta sẽ sử dụng động từ haben hoặc là sein ở quá khứ. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng thì quá khứ đơn preteritum cho bài này thôi nhé. Nên là cô sẽ xóa cái động từ haben ở thì hiện tại đi. Lúc này chúng ta sẽ chỉ chia một trong hai cái cột này thôi. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích và điền vào chỗ trống. Lieber Thomas, Thomas yêu quý. Entschuldigung, Entschuldigung là xin lỗi. Wir gestern Abend nicht bei der Party. Tức là hôm qua thì chúng tôi thì đã không có mặt ở bữa tiệc. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng gì ạ? Động từ gì ạ? Sein hay là haben? Động từ sein có nghĩa là thì là ở. Thì là ở. Động từ haben có nghĩa là có. Rồi. Chúng tôi đã không có mặt ở bữa tiệc. Chúng tôi thì đã không có mặt ở bữa tiệc nha. Chúng ta sẽ sử dụng động từ sein. Và ngôi wir thì chúng ta sẽ điền là waren. Wir waren gestern Abend nicht bei der Party. Rồi, wir chấm 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 eine Panne, một cái sự cố. Chúng tôi, một cái sự cố thì lúc này chúng tôi sẽ là gì ạ? Chúng tôi có một sự cố. Chúng tôi đã có một sự cố. Ngôi wir động từ haben là hatten. Chúng tôi đã có một cái sự cố. Ich kein Handy und kein Geld für den Bus. Tôi chấm 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 không điện thoại, không tiền cho cái xe buýt thì phải là gì ạ? Tôi không có. Chúng ta sẽ chia động từ haben. Ich hatte kein Handy, kein Geld für den Bus. Und I got là cái xe đạp, một cái xe đạp. Johann und ich. Các bạn đừng nhầm lẫn khi mà người ta thấy chữ I got này đứng đầu mà các bạn cho là nó là chủ ngữ thì là sai nhé các bạn. Các bạn hãy nhìn chữ Johann und ich, ich. Thấy chữ ich này thì tất nhiên là ich sẽ phải là liên quan đến chủ ngữ thì nó mới ghi là ich nha. Rồi, Johann und ich tức là Johann và tôi. Johann và tôi thì phải là ngôi chúng tôi. Chúng tôi là ngôi wir. Johann và tôi cũng không chấm 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 xe đạp thì chúng tôi làm sao? Chúng tôi cũng không có cái xe đạp nào hết. Chúng ta sẽ là hier haben ở thì quá khứ ngôi wir. Hatten. Johann và tôi thì cũng không có cái xe đạp. Không có xe đạp. Rồi. Tiếp theo Johann. Ein Handy, aber sie
Deine Nummer. Johan, ein Handy. Johan, một cái điện thoại thì tức là gì ạ? Johan cũng có một cái điện thoại. Chúng ta sẽ dùng là gì ạ? Hatte. Có ạ. Nhưng mà thì cô ấy làm sao đây? Số điện thoại của bạn không, số điện thoại của bạn tức là cô ấy không có số điện thoại của bạn. Ngôi cô ấy, RGS, không có. Tiếp tục là hatte. Johan thì có điện thoại nhưng mà cô ấy lại không có số của bạn. Rồi. Ihr là ngôi, các bạn. Eine tolle Party, các bạn. Một cái party tuyệt vời chứ thì sẽ là gì ạ? Các bạn đã có một cái buổi tiệc tuyệt vời chứ thì chúng ta cũng phải sử dụng động từ haben chứ ở quá khứ là hatten. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đọc và dịch lại cái bài này một lần nữa nhé. Lieber Thomas, Entschuldigung, wir waren gestern Abend nicht bei der Party. Wir hatten eine Panne. Ich hatte kein Handy und kein Geld für den Bus. Und ein Grad hatten Johan und ich auch nicht. Johan hatte ein Handy, aber sie hatte deine Nummer nicht. Hattet ihr eine tolle Party? Liebe Grüße, Maria. Tức là gì ạ? Thomas yêu quý, xin lỗi vì chúng tôi hôm qua, tối hôm qua, gestern Abend, tối hôm qua chúng tôi đã không có mặt ở bữa tiệc. Chúng tôi thì đã có một cái sự cố. Chúng tôi không có điện thoại. Tôi thì đã không có điện thoại và cũng không có tiền để đi xe buýt. Và tôi và Johan thì cũng không có xe đạp. Johan thì có điện thoại đấy nhưng mà cô ấy thì lại không có số của bạn. Các bạn thì đã có một bữa tiệc tuyệt vời chứ? Chào. Và ký tên là Maria. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn đã có một giờ học vui vẻ và bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tschüss.